Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 20 cho một cái mạng một chiều số nguyên và tìm cái giá trị đầu tiên nằm trong cái khoảng xy cho trước. Nếu cái mạng đó không có giá trị nào thỏa mãn cái điều kiện đó thì sẽ trả về cái giá trị là 1. Rồi, ok, mình sẽ nói qua về cái yêu cầu của bài toán này. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho cái bài toán này. Ví dụ ở đây mình cho một cái khoảng cho trước xy là từ 2 cho đến 10. Đấy, ở đây mình cho bất kỳ nha. Đấy. Rồi, và sau đó mình cho một cái mạng một chiều gồm có 4 phần tử là 1, 5, 20 và âm 5.000, đúng không ạ? Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy này, trong bốn cái phần tử này chỉ có cái phần tử 5 này là nằm trong cái khoảng xy, đúng không ạ? Thì cái 2 này nó bé 5 và 5 lại bé 10, đúng không ạ? Đấy, thì đương nhiên cái số 5 này nó nằm trong khoảng xy, đúng không ạ? Thì nó sẽ in ra cái giá đầu trị đầu tiên nằm trong khoảng xy đây là 5, đúng không ạ? Nhưng ở đây, ví dụ ở đây mình đặt đây là số 7 thì sao? Đấy, 1, 5, 7 và trừ 5.000, đúng không ạ? Cái số 7 này nó cũng nằm trong khoảng từ 2 đến 10. Nhưng yêu cầu của bài toán này là chỉ là tìm cái giá trị đầu tiên, đúng không ạ? Nằm trong cái khoảng xy đó. Cho nên là nó chỉ in ra cái giá trị đầu tiên là 5. Đấy. Và với cái trường hợp mà nó in ra trừ 1 thì sao? Với cái trường hợp mà tất cả các cái phần tử của cái mạng một chiều này nó không nằm trong khoảng xy này thì nó sẽ in ra cái kết quả trừ 1, đúng không ạ? Đấy, như các bạn đã thấy trong cái ví dụ này, cái số 1 này, trừ 5 này, 20 này và trừ 5.000 nó đều không nằm trong cái khoảng từ 2 đến 10. Cho nên là nó sẽ in ra cái dòng là kết quả là âm 1. Đấy. Thì thuật toán để dạy cái bài toán này thì nó cũng rất đơn giản. Mình sẽ lấy từng cái giá trị của cái mạng này. Mình sẽ đi so sánh với cái giá hai giá trị xy này. Nếu như mà cái giá trị ai đấy, mình lấy cái giá trị ai của cái mạng này mà nó nằm trong cái khoảng này, tức là nó cái ai nó bé, nó lớn hơn 2 này mà nó lớn và nó lớn, nhớ là và nha, lớn hơn 2 này và bé hơn 10 thì nó sẽ in ra cái giá trị ai đó, đúng không ạ? Nhưng ngược lại, nếu tất cả các cái giá trị AI đó nó đều không thỏa mãn là lớn hơn 2 và bé hơn 10 thì nó sẽ in ra cái kết quả là âm 1. Đấy. Thì đó là cái thuật toán để chúng ta có thể xây dựng được cái chương trình. Đó. Thì đây thì mình đã viết sẵn một số cái bước cơ bản để giải bài tập. Đầu tiên là mình viết cái thư viện, sau đó là cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Và trong cái thư viện này thì mình sử dụng các cái thư viện như là Studio, Corneo và Math. Đấy. Và sau đó sẽ viết cái hàm nhập mạng. Cái hàm nhập mạng này thì nó quá quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Khi chúng ta học về mạng thì bắt buộc chúng ta phải biết cách làm thế nào để nhập một mạng, đúng không ạ? Ở đây mình sử dụng cái câu lệnh goto. Nó có tác dụng gì? Tức là khi mà cái số n, cái số phần tử mình nhập vào á, nó không thỏa mãn, tức là nó không nằm trong cái khoảng max này, thì nó sẽ quay về cái bước, cái go to này nó sẽ quay về cái bước bắt chúng ta nhập lại đấy, cho đến khi mà cái điều kiện này nó thỏa mãn. Điều kiện này tức là cái n này nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến max, tức là 0 đến 100 đấy. Rồi, và sau khi điều kiện nó thỏa mãn thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh sau, là tức là sử dụng cái câu lệnh for này. Và câu lệnh for này thì nó có tác dụng là nó sẽ lần lượt nhập cho các chúng ta nhập cái giá trị cho cái phần tử của mạng. Rồi, sau khi nhập thì chúng ta sẽ xuất xuất cái kết quả ra, xuất mạng đấy. Thì chúng ta cũng sử dụng một cái vòng lặp for với cái giá trị khởi tạo ban đầu là 0 và nó chạy đến n-1 và sau đó sẽ in ra cái kết quả bằng cái câu lệnh print. Rồi, sau khi đã nhập cái hàng xuất mạng
nhập mạng cũng như là khai báo thư viện thì ta đi vào cái hàm tính toán ấy, làm sao để tìm ra được cái giá trị mà nằm trong cái khoảng này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ viết một cái hàm kiểu của nó là kiểu nguyên đó ạ, nên là mình sẽ định dạng cho nó kiểu là integer và tên của nó sẽ là tìm giá trị. Đúng ạ. Rồi, cái tên này thì các bạn có thể đặt theo ý thích của mình, nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi cái quy tắc đặt tên, như là không được đặt các ký hiệu đặc biệt, cũng như là không được đặt trùng với các tên của hàm. Đấy. Rồi, trong đây thì mình sẽ cái kiểu cho cái biến A. Đây sẽ là in A, và đây sẽ là int n này, đúng không ạ? Và trong cái hàm tìm giá trị này thì mình sẽ phải làm những công việc như nào? Thì mình đầu tiên mình sẽ phải khai báo cái x. Ở đây mình sẽ cho một cái số bất kỳ, như ở ví dụ trên thì mình cho là 2, đúng không ạ? Rồi, ở đây mình cũng cho là 2, và y mình cho là 10. Hai cái giá trị này thì các bạn có thể cho tùy ý. Đấy. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for và trong vòng lặp for này mình sẽ khai báo một cái biến chạy y bằng 0 chạy từ y cho đến bé n, và sau đó sẽ là y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm một cái câu lệnh, mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Tức là gì? Tức là mình sẽ lấy cái giá trị AI, mình so sánh với XY này. Ở đây mình sẽ viết tường mình ra với cái giá trị này, X này, mà bé hơn AI. Và ở đây mình sẽ cách lại cho nó đẹp, chỉnh sửa lại. Rồi. Và cái AI này nó mà bé hơn cái giá trị y, đấy, thì tức là nó cái AI này nó sẽ nằm trong cái khoảng xy, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ print ra, sẽ làm cái công việc là return trả về cái kết quả AI. Đấy. Còn nếu không thì nó sẽ trả về cái kết quả là -1. Đấy. Thì đó là cái cách để tìm cái giá trị mà nằm trong khoảng xy cho trước, đúng không ạ? Rồi sau khi đã viết xong cái hàm tìm giá trị thì chúng ta đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì chúng ta khai báo cái biến n, cái mạng A, ở đây sẽ là mark, đây sẽ là thêm một cái dấu chấm phẩy nữa, đúng không? Rồi sau đó sẽ là chúng ta cần phải gọi cái hàm nhập mạng này, cũng như là cái hàm xuất mạng, đúng không? Rồi sau khi họ gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng thì chúng ta sẽ tạo một cái giá trị là cái giá trị bất kỳ đi. Ở đây mình đặt là giá trị đi. Thì nó sẽ bằng kết quả của cái hàm tìm giá trị này. Đấy, chính là bằng kết quả của cái hàm tìm giá trị này. Đấy, với A và N. Đây, và sau đó sẽ in ra cái kết quả. Đây sẽ là giá trị đầu tiên trong khoảng
Đây là 2 đến 10 đúng không ạ? Của cái mạng cho trước, mạng là đúng không ạ? Đây sẽ là phần trăm D đúng không ạ? Và cái vị trí của nó sẽ là giá trị, vị trí giá trị của nó sẽ là giá trị đúng không ạ? Ok. Và mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại và return. Ở đây mình sẽ nói lại về một cái hàm main này. Hàm main này thì chúng ta cần phải báo cái biến n này, rồi sau đó sẽ là cái mạng a này và gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng này. Sau đó sẽ là mình sẽ khai báo một cái biến giá trị. Đấy, và kết cái giá trị của cái hàm giá trị này thì nó sẽ bằng cái kết quả của cái hàm tìm giá trị đây. Đấy, mình có thể đổi lại đây là cái hàm kết quả đi cho nó dễ nhận, dễ phân biệt. Rồi, cái biến kết quả ở đây thì nó có giá trị là giá trị trả về của cái hàm tìm giá trị này. Đấy. Rồi, ok. Và sau đó cái câu lệnh print này thì nó sẽ in ra cái kết quả cuối cùng đấy. Tức là xem là nó có cái phần tử nào thuộc cái khoảng này hay không. Đấy. Rồi, mình sẽ chạy cái chương trình này thử xem. Đúng không ạ? Như vậy là không có lỗi đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ nhập số phần tử là 3 nè. Vì cái khoảng của ta là 20. Đầu tiên mình sẽ thử với cái trường hợp mà không có phần tử nào thuộc cái khoảng đó. Mình sẽ nhập âm 1, 12 và 34. Đấy, mình nhập bất kỳ. Thì nó đã in ra cái dòng lệnh là giá trị đầu tiên trong khoảng từ 2 đến 10 của mạng là âm 1 đúng không ạ? Thì đó nó sẽ thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán là in ra cái giá trị âm 1 khi không có cái phần tử nào của mạng thỏa mãn là thuộc cái khoản xy cho trước đúng không ạ? Rồi, mình sẽ thử với cái trường hợp và có giá trị trong mạng thuộc khoảng đó. Ở đây mình sẽ cho cái số phần tử là 4 và nhập mạng là 1, 2, 3 và 19. Thì nó sẽ in ra cái giá trị đầu tiên nằm trong khoảng là 3 đúng không ạ? Đấy. Vì lúc này mình có đặt cái điều kiện cho cái khoảng của nó, cái AI đó nó là cái AI nó lớn hơn x và bé hơn y. Cho nên khi các bạn nhập cái giá trị AI ấy mà trùng với giá trị x thì nó sẽ không, khi in ra kết quả nó sẽ không in ra cái giá trị x đó. Tức là gì? Ví dụ ở đây cái khoảng của mình là 2 đúng không ạ? Và 10 đúng không ạ? Đấy, nhưng ở đây mình có cái nhập giá trị là 2 và nó đã không in ra cái giá trị 2. Bởi vì sao? Mình sẽ giải thích như sau. Bởi vì trong cái hàm if ở đây mình cho cái giá trị AI này nó lớn hơn x, cho nên là những cái giá trị AI nào mà nó bằng x thì nó sẽ không nhận. Đấy. Rồi, ok. Cũng như trường hợp với y. Đấy. Nếu như các bạn thấy ở đây là dấu bằng nha. Đấy. Rồi. Mình sẽ chạy lại cái chương trình này và sẽ nhập với cái số 2. Xem kết quả nó sẽ như thế nào. Rồi, ok. Đây sẽ mình sẽ nhập là 2 luôn. Số phần tử là 3 này. Và sẽ 1 này, 2 này và 4 đi. Thì nó sẽ in ra cái giá trị đầu tiên trong cái khoảng 20 của cái mạng là 2 đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ nó đã in ra cái kết quả là 2. Đấy. Rồi. Thì trên đây là cái bài tập 20 để tìm cái giá trị đầu tiên nằm trong khoảng xy cho trước. Và nếu như mạng không có giá trị nào thỏa mãn điều kiện thì sẽ trả về giá trị âm 1 đúng không ạ?
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.